Như là con Clara nó đã gọi điện, nó bảo là có một cái nhiệm vụ cần làm ấy, nhưng mà nó lại là rank 7 trong khi mình mới chỉ là rank 6 thôi. Thế thì khả năng là các bạn từ từ đã nhở, làm nốt cái thằng em này đi cho xong cái nhiệm vụ nhà Montero này đi, chứ không đến rank 7 mà chết thì cũng hơi tức tưởi, nhục nữa chứ. The camp ignores me, so I've just been observing. Everyone is trying to dig down Rosetta Removal Stele, advent but they are without not the hero working week. together or thinking ahead. Có I nghĩa know that Xing là Dao Jose. To take him down, thằng này you sẽ hỗ have to trợ take back mình, nó the cung cấp thông skies, tin để mình hạ cái thằng deploy Jose, his cháu anti-aircraft của thằng cannons, tổng and he thống can luôn ấy. match you. Gracias, Danny. Gracias. Địa điểm đâu? Ui rồi lại ở trên đấy. Vừa mới ở đấy xong thì không làm luôn đi, bây giờ là mất công tê lê. À không, chỗ này cũng không xa lắm. Cất cái con xe Cadillac này. Gọi tạm thôi, đấy không phải xe Cadillac nhưng mà ông ra na ná. Mới nâng cấp được cái ống ngắm mới. Đấy, rồi. Đấy, dùng bàn phím thì có cái nút inspect để có thể đang đi như này có thể ngắm súng Alejandro, được luôn. I'm looking for Rất the là đã. anti-aircraft cannon by Verdera. It's past the Đó, church ngắm on the luôn. north edge of town. Súng là đúng súng cách mạng luôn này. À quên, Okay, cất súng đi, đi but trên watch đường your cầm back. súng thì chết rồi. Nếu có cầu thang cho lên mái nhà này thế mà đéo biết. Lên xem có gì không. Ấy chả có gì cả. Chỉ đu sang bên kia để lấy cái dương kia thôi. Thế thôi. Đi xuống. Có cái gì nhặt được ở đây này. Cái tiếng kêu gì ấy? Kia là khu vực lại radio phòng không đấy kia nhỉ. Không biết vào có bị ai xỉa sói bắn gì không. Làm đéo có địch đâu. Chỉ là phá cái khẩu pháo thôi mà. Kệ đi, thằng nào mà đi ra bộ bắn chết hết. Đâu, địch đâu. Mấy anh ơi, em bắn lung tung thế này. Chết. Rồi nhà tiếng bọn này chết. Ui, cái gì đây? Tiếng gì nghe gớm vậy? Bà con đi đâu đây? Phi xe đi đâu đây? Trốn đi đâu vậy? Ơ sao chưa hỏng à? Chưa phá được à? Chắc nó thích cái đồ nặng đô hơn. Như thế này chẳng hạn. There, done. Uranium nữa này. Ui, con chó chạy mà xô cả một cái miếng kim loại to như thế luôn. Để đang làm suy yếu cái thằng đấy. Cháu kìa. Bây giờ phải tìm một cái máy tính để truy cập nữa. Mình phải tự cần tự tìm đường đến cơ chứ nó không cho. Ui sao thế? Đi tận đâu đây? Một cái nơi mà chưa đến bao giờ luôn. Chắc trên đường là phải tìm cái xe mà lái nó đi rồi. Tự nhiên tham cái xe kia quá, mình cứ tưởng là lưu được luôn cái xe màu hồng, hóa ra là bất kỳ cái xe nào mà chả lưu vào được. Để đi đâu tìm xe. Ê, hay là lấy cái công nông này mà đi nhỉ. À khoan, đây không phải công nông. Đây không phải công nông. Đi luôn được, đi đi đi. Ơ à. Có một cây số ấy mà. Nhiệm vụ đúng lừa đảo không? Không yêu cầu rank 7 nhưng mà đến nơi này là nó lại báo là khu vực này thuộc rank 7. Oh no!
nó báo động kìa. Không sao, coi thêm lính đi, bắn nhau tí cho nó tăng được kinh nghiệm. Có chìa khóa này, cả chìa khóa nhặt ở đây nữa. Cho nó thêm người đến đi, bắn nhau cho nó vui, cho nó xôm tụ. Taxi này, nhiều đồ phết nhỉ. Nó bắn ai trong đấy đấy, bọn ngu nó. Ui, nó bắn con chó mọi người ạ. Hai thằng giáp đầy mình xuống vào tập trung bắn một con chó què. Bà mẹ chúng mày, chết là đáng. Giờ thành doanh trại của Liberta. Rồi, hiện bản đồ lên đi, biết còn cách địa điểm xa không? You. Yes, you. Danny, some ranchers came to the camp. Army set up an anti-aircraft cannon on their land. Nó lại đưa cho mình cái địa điểm của một cái súng phòng không trên bản đồ. Ok, cảm ơn. Ô, xe này chở nước à? Xem nó đi kiểu gì. Thế mà cũng đi rồi. Tội nghiệp ghê gớm. Còn cách 400 mét cơ. Chắc là sửa được ấy. Ui, như mới. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ô, đi đường ham bắn súng. Giờ cái xe trông như đống sắt vụn. Chúng ta cứ lao thẳng vào nhở, Rambo đi. Sợ đéo gì chúng nó. Đây như kiểu là tổng hành dinh ấy. Vẫn chưa vào những khu vực dưới nghiêm à, chưa thấy thằng lính nào này. Hơi thất vọng đấy nha. 60 mét nữa. Giáp trụ đầy mình, đéo thể headshot được nó đâu. Chỉ có lẻn ra sau lưng. Thôi lộ rồi. Nó báo động mất rồi. Are you here? Dương không ở đây à? Ở trong phòng này hay tầng trên? Để chỗ này như kiểu nghiên cứu. Ui, kinh quá cơ. Thế mày chịu được cái súng này không? Chắc chắn nó không rồi. Ui cái gì? Chết cha, camera nó soi được rồi. Quên mất không mỉm cười cho camera. Cái Dương nó đâu nhỉ? Thấy ghi là quanh quanh đây. Hay trên phòng này nhỉ? Đây chăng? Hãy trèo lên. Đang ở đâu còn đéo biết luôn. Cần tìm phòng server. Server chính luôn. Lên mẹ mặt đất rồi. Thế cái Dương nó ở đâu? Ơ đảo nhỉ? Lại phải chui lại thôi. Lại tìm lại cái đường vào vừa nãy. Áo giáp thì cũng không thoát được đâu. Chủ yếu là tìm cái Dương vì sau này có bao giờ quay lại đây nữa đâu.
không tìm được thì phí lắm. Mình đang đứng ở vị trí cái dương. Có thể ở tầng dưới, giờ đi xuống đi. Camera hả? Ê, có cái quả báo động kìa, phá nó đi đi. Ok, giờ chúng ta đã an toàn. Mọi thứ đều clear. Cần có một cái chìa. Nó định giết con chó của tao. Ôi mẹ, sao mày lại vô lý nhở? Một văn phòng điều tra gọi là server các thứ, mẹ có con chó đi vào mà con nó không nghi ngờ gì luôn. Đây server này, nhưng mà từ từ tìm cái dương đã. Vì hộ vô hiệu hóa báo động để phòng tí nữa tự nhiên cái thằng nó sồ ra. Đã tắt. Lắm đường đi thế. Đây rồi. Chìa khóa này. Lượm lặt hết đã. Ê, hết rồi đấy. Nếu mà hết rồi thì bây giờ lên cái phòng vừa nãy xem nó có gì ở đấy nào. Có chìa rồi đúng không? Ok. Có tiếng tích tắc gì nhỉ? À đây rồi. Báo động này thì chuông báo động này chứng tỏ đây rất là có cái gì đấy, nó rất là gọi là tuyệt mật á. Đèo mẹ tuyệt mật vào là đường đi ra. Mất công thế nhỉ. Tí nữa mới là đi đường này ra. Nhưng không sao, mở trước cái bom này chứ không tí nữa đi là kiểu gì mình cũng va vào. Sao? Tạch, kinh. Lính mà gõ bàn phím kinh thế. Dập gian đi còn gõ đéo bằng, đéo gõ bằng như thế được. Hai thuốc và làm gì? Đang hack. Ái chà chà. Giờ máy tính đang đợi. Mình phải chiến đấu với bọn nó xem. Kiểu đéo chúng nó cũng sồ xuống. Chó lên trên này đứng đi chó ơi. 20%. Dữ liệu đang tải xuống. Đây đây, mày đứng đây, mày đứng đây. Tao sẽ đứng đây. Ơ, không thằng lính nào ra nhỉ? Hay là... chơi hay quá. Dọn dẹp sạch sẽ các đường rồi nên là đâu có thằng lính nào ra cả. Thôi hack nhanh lên. Bắt đầu thấy cái thằng em có tác dụng rồi đấy. Người có học có khác. Quân du kích cần phải có người có học như vậy. Một lũ đầu đất không bằng một thằng IT làm trong vòng 5 phút. Nhưng 5 phút hơi dài đấy. Ơ, đéo có thằng lính nào luôn. Ui, lính xác chết mặt đẹp quá. Đã đến lúc đi rồi. Rồi sao? Thế thì đi cái đường vào đấy nha. Ủa sao giờ không im lặng thế nhở? Cảm giác nó cứ sợ sợ đéo nào. Mở khóa bầu trời. Đi đường nào ra nhanh nhất ta? Chạy thẳng đường này đi. Không biết có cái dương nào ở đấy không? Có thì phí quá.
Chả bao giờ muốn quay lại những cái nơi nó tù túng và buồn tẻ này. Đây có gì hết. Phát hiện địa điểm săn bắn mới. Chỗ này thì chả có địa điểm săn bắn gì cả. My family is lucky to have you around, Danny. When you stab Hossein in the heart, give it an extra twist for me. Vậy là cần một chút thông tin nữa từ cái thằng đấy thì mới có thể tấn công vào điểm yếu chí mạng của thằng Jose. Deliver luôn. Luôn vào ngay. Ơ, đằng sau đấy có cái tháp phòng không luôn bà mẹ nó. Lại quay lại. Phá cái tháp vậy đó. You're in a cave? You piss off the camp or something? No, not yet. Just come, okay? Got an emergency, medical. Sort of. Medical. Quên mất con chó vừa nãy mình bảo nó đứng ở đấy xong đéo bảo nó đi theo mình. Bây giờ nó đang lăn lộn nó đi theo đây. Đang dưới lòng đất. Tới đây chắc là phải sắm khẩu ABG mà vác bên người thôi chứ. Xuống phòng không chơi thôi, cái kiểu đến gần đáp bom là nguy hiểm lắm. Để có cái trực thăng kìa. Xong sẽ lấy trực thăng cái bay luôn, bay về nhà cất. Tiếng đéo rồi nhỉ, tiếng radar à? Sao không thằng nào bảo vệ này? Nhà quốc ca luôn. Vào làm quả V nhỉ? Tấn công chí mạng chúng nó. Hoặc là giết bớt bớt đi cho tên lửa nó còn ngắm vào cái radar chứ không thì toàn bắn vào chúng nó thôi, phí. Cắn nó. Không leo vào cái này được nhỉ? Đi, có thằng lính nào quanh đây nhỉ? Có thằng nào vừa nhìn tôi ở đây vậy? Chết ngay. Chỗ này chặt lắm, giờ mà chơi quả V tấn công trực diện, okay. Tấn công ulti thì chết. Hai cứ quật nhở. Quật đi. Chúng ai chúng. Đấy mà sạch sẽ như vậy chứ. Thằng kia đấu chết ạ. Thằng kia đấu chết ạ. Ui nó bắn con chó kìa. Tao vô hình như sao mà không bắn tao. Đi bắn con chó. Này cái bắn chó của tao này. Chắc sẽ có một bọn tiếp viện nó đến. Bắn súng vào mầm này mà. Uranium. One can turn this into Supremos. Tê lê luôn được không? Ờ không. Không cần phải tê lê về đâu, ở ngay đấy luôn á. Nhiệm vụ này là của Philly Bazaga. Thế thì của cái thằng Alea cái nó ở đâu nhỉ? Đây là Zaran Story thôi. Không phải nhiệm vụ chính. À thế là nhiệm vụ này là chuẩn luôn rồi đấy. Thằng em nó cùng với thằng Philly cùng tấn công, không biết con chị có tham gia không? Thank you.
Thôi nào, mấy người anh em du kích thiện lành đang ở đâu? Chẳng lẽ dưới hầm? Ê, đây có đường vào này. Ơ không, nó vẫn ở trên. Ái chà chà, một căn cứ to đùng ở đây. Ôi chết mẹ, đây là địch cái chứ không phải của mình đó đâu. Vào đây nó bắn bỏ mẹ à? Các ông lại định lừa tôi gì? Ủa, đây của địch mà. Hơi khẩu thế nhở? À không, đúng của mình rồi. Đồng đội nó đứng ở đây thôi. Nào, muốn làm gì nào? Ôi, chết, từ từ, tôi cứu anh đây. You got to go. Anh phải đi. Hiro, come here. Today's the day. Meet my new baby, Diesel Daisy. Diesel Daisy, nó là tên là Daisy luôn. Mix with the foam, and we got napalm, baby. Napalm. Going to light Jose up so you can see his ass from space. Open up her valves and let's mở see what van you can do, và hãy xem có gì xảy ra. She's nervous around strangers. Mở van của gì? I need to turn on. Mở ba cái van liền cơ. Còn cái nào nữa? Working on it. Phải tự tìm à? Đây nữa này. Đâu van đâu? À, là một nút tương tác cũng được tính. Thế thì dưới này luôn rồi. You need help, Billy. Gì? Cái gì? Chắc chắn có địch đến ở chỗ này, trông như kiểu là sắp bắn nhau to ầm trời đấy đó. Sử dụng súng máy. À không, nhiệm vụ là nói chuyện với Fury mà. Làm sao? Có vấn đề gì? Làm phép thuật cùng nhau. Có một phòng điều khiển. Úi dồi, mẹ ơi, xa thế. Có khi nào nhầm nhẹ nhiệm vụ của mẹ rồi không? Không, đúng rồi, chỉ còn cái đấy thôi. Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cái chỗ này rồi. Nhưng mà xa quá. Đã mở đường lên đấy đâu. Dầu này, ra ngoài đảo nữa cơ. Chuẩn bị đến cái chỗ này là không biết đấy là cái Circle Bot hay là Croc Farm nữa. Chắc đây là Farm đó. Croc Farm là cái nhà trại nuôi cá sấu ấy, đúng không? Có cái gì ở đây mà nó yêu cầu mình đến được? Để trả cả số rồi, nhìn kia các biểu tượng này. Okay, Philly. Can't take the suspense. What? You know the hat? Đâu rồi, lấy đâu hết rồi. Đây. I knew I shouldn't have asked. Lấy cái này làm đéo mới biết đầu. Muốn lấy cái gì? Đầu cá sấu hả? Rồi sao? Tìm cách để unlock Luzi Start. Luzi Start. Như kiểu là mở cái cổng này ra ấy hả? Thế thì chắc là để thử xem nào. Để đu sang à hay là má để đu sang rồi. Ui! Cá sấu ở dưới này mẹ ơi. Ui ui, quá mẹ thôi. That's a lot of hungry crocodiles. Lên. Ui rồi ôi, đúng mấy cái con đĩ này.
đu sang cái nhà bên này. Locked, of course. Cửa thì khóa rồi. Mẹ, giờ là tìm chìa nữa cơ. Quan trọng là chìa ở đâu. Chắc đánh mấy cái thằng lính kia vào. Tưởng có bát hương ở đây. Nhầm bát tro ở đây, phải lấy đã. Không thằng nào có chìa. Lấy mấy cái này làm đá không biết. Ui dồi, chỗ này cũng là chạy cá sấu nốt. Đâu, nghe bảo có kho báu gì ở đây mà. Cắn nó đi. Ui, cá sấu nó chạy rồi. Cá sấu bị con chó nó đuổi chạy kìa. Đảo thế nhỉ. Bắn nó đi. À, cắn nó đi. Quan trọng là kho báu ở đâu, chìa ở đâu, mọi thứ ở đâu. Hay dưới cái nhà này. Ui mẹ ơi. Ui con này trông dữ thế. Con này con boss mẹ rồi. Ui mình giết được con chúa phát bọn kia nó chạy ngay. Khôn thế rồi chứ. Con này khôn rồi, chạy xuống nước để hết cháy này. À, giết con kia là được cái chìa khóa rồi này. Chắc cái thằng giữ chìa khóa bị con cá sấu năn thịt đấy. Giết xong được cái chìa. Đâu rồi? Giờ làm gì ta? Còn một nơi nữa. Ở ngoài đảo á. Chỗ này mới là nguy hiểm. Ôi chết rồi! Sẽ xuống đây! Cố lên! Có nên bơi xuống đây không? Thôi nhá, đéo bơi đâu. Đi ra ngoài đi. Cái xe vừa vào đâu nhỉ? Con chó làm tôi giật hết cả mình. À, hóa ra đây con cá sấu à. Hôm bữa chụp ảnh nó có lấy cái vật thể đấy ra ấy, lại tưởng đấy là con thằn lằn. Có ông nào lên Facebook lại hỏi tôi là con thằn lằn ở đâu ra. Hóa ra không phải thằn lằn, còn đây con cá sấu. Ui cái gì đấy, ui mẹ ơi cá sấu kìa. Cá sấu nó húc đổ tường luôn kìa. Đi đường bò theo cái ao này đi. Chết nha cưng. Có dương ở đây. Bỏ ba khéo trên này rồi. Chết phải đu dây rồi. Nhưng mà thằng địch ở đâu? Giết nó trước đã. Ui màu đỏ cơ. Đại úy à, đại úy à. Captain, captain, captain. Ui. Ơ, nó deck ra đây. Thế thôi lấy về vậy. À như bọn này rank cao thế nên là cái cục máu của nó màu đỏ thôi. Nhưng mà bắn một phát headshot vào đầu thì cũng chết. Gì con ngựa là giữ thế.
Mày chết này. Tôi đu dây cái đã. Chắc là đu dây sai cách. Đây như này mới đúng này. Rồi, cho nó, cho nó, cho nó. Chắc phải ngồi xuống đi cho nó cẩn thận. Đó. Đó. Hy vọng cái dương là đáng giá. Nhảy. Hình như cả lũ đó đang xuống vào con bắn con chó kìa vậy. Sao con chó què nó hấp dẫn bọn này ấy nhỉ? Trước điều khiển con cá sấu nó cũng chả đến nỗi như này. Hy vọng là một thứ gì cho nó giá trị. Cái gì ấy? Dây trói tù nhân. Nó là một cái gear hả? Sợ... dây trói tù nhân nhưng mà nó là vật phẩm 3 sao đấy, đâu đùa đâu. User to equip your enemy sidearm then shot another. À, đeo cái dây này thì có thể giữ một thằng địch làm lá chắn. Nhưng mà vô dụng, đéo cần thiết. Đâu, bắn nhau đâu ấy. Úi dồi, bọn nó huy động mọi hỏa lực để bắn con chó. Thật là ngầu quá đi. Mẹ mày này, anh chỉ cần một con shot ăn kill mày thôi là quá đủ rồi, không cần phải ngắm nhiều. Trời ơi, cứu 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 chó, cứu chó. Cố lên chó ơi. Địch đâu, địch đâu? Có phải mày lẩn trốn ở đây không? Mày bắt con chó tao mày trốn ở đây hả? Ok, vậy. Ai cho mày đạp chó của tao? Ok, lại thằng nào nữa đây? Nghĩ chỗ này chắc phải đi bộ rồi. Lính đông quá. Chạy bộ đi. Đi cứ vài bước lại có một thằng lính thế này, làm sao mà đi xe được. Chó không an toàn được với các bọn này luôn. Ôi ngoài đảo à? À không, có cái thùa, có cái thuyền này. Thuyền thì là Zara. Nhưng mà đi kiểu gì? Tụi bé ăn lớn chưa biết điều khiển cái thuyền này như nào. À đây đây đây. Chỉ có cần số tiến lùi thôi. Kia những cái dàn khoan dầu ấy nhỉ. Con này bắn nhau bọn này cho vui không? Chắc không cần đâu. Bắn tí cho vui. Nổ. Nó cháy thuyền rồi, nó chả đuổi theo được đâu. Giờ mình ra thẳng dàn khoan luôn. Vậy là cứ gây một vụ nổ là được 10 điểm kinh nghiệm. Hôm bữa là mình lại tưởng là cơ chế game nó lại hoành tráng nỗi mà cứ đốt bảng hiệu liên quan đến tổng thống thì được 10 điểm kinh nghiệm, nhưng không. Cứ một vụ nổ gì xảy ra là được 10 điểm kinh nghiệm, bất kể có phải mình gây ra hay không. Một đất nước này giàu nhỉ. Trồng được cả thuốc lá rồi lại còn giờ có cả giàn khoan dầu ở đây luôn. Kinh tế mọi thứ. Ui cái gì đấy? Nó thích chơi liều với anh à. Dầm. Chìm dưới nước hay đấy, nó không nổ dưới nước. Game khá là thật. Sao không sửa được cái này? Đi luôn, đi luôn, đi luôn. Đây, lên luôn nào.
Không biết chó có lên đây được không ấy. Có cái dương súng ở đây này. Ui, sao lại nổ? Đéo làm gì mà nổ nhỉ? Ta cần tìm cái dương súng ở quanh đây. Chắc trên này này. Cứ bình tĩnh, cầm chuột bàn phím rồi. Không cả nào có thể làm khó được, trừ khi game chế độ khó nhất thôi. Ủa cái gì đấy, đá cái gì đấy, bình tĩnh. Bảo động. Trong mấy cái công này là nhiều đồ lắm đây, nhưng mà vài của gì. Không mở được luôn á. Hay là lỗi game rồi. Cửa công đóng rồi thì nghe buồn cười này. À phải điều khiển cái này. Mà cái này điều khiển như nào ta? Vậy là phải sang bên kia. Game cũng có tí giải đố đấy. Kệ chúng ạ. Không chết được đâu mà sợ. Không, không phải làm như thế à? Thế làm như nào? Hay là có cái buồng điều khiển gì ở dưới này? Ui, quả nó rát quá. Phải xử lý bớt đi thôi. Dựng lá chắn làm gì, tao có thể đứng đến ngay cạnh mà bắn mà. Đảo thế nhưng muốn vào kia. Cần nó ở đây này. Hay là bắn cái này nhỉ? Hay đây. Làm thế nào để cho nó dịch chuyển kia thùng công kia đi. Chắc phải có cái bảng điều khiển gì đó quanh đây chứ. Lên đây nhìn lại nào. Bình thản vãi đái luôn. Buồng lái nó ở đâu? Bây giờ tìm cái phòng điều khiển. Trực thăng kìa. Trực thăng đâu. Úi dồi. Hút điếu xì gà hồi máu. Game deal thì thôi rồi. Đâu nhỉ? Gì vậy? Vẫn đang băn khoăn mở cái này kiểu đéo gì. Bảng điều khiển cái này ở đâu? Ghét ở đấy, chắc chắn chỗ này không có. Ê ê, khoan, có cái nắp này. Cái nắp này không xuống được rồi. Thôi đi xuống đi. Dorizo đã chết. Sẽ Richard, à Richard con chó. Nhưng mà ghét nhở, đéo lấy được cái súng đấy. Giờ cái dương này chắc cũng cần phải mở khóa bằng cái cách như vậy cơ.
Dương này nó nằm ở đéo đâu. Làm nhiệm vụ không làm, cứ lo đi tìm Dương. Got everything, Philly. See, see, even the croquet. Ôi, chó ơi là chó, ngã thế thì chết không. Tìm cái trụ điều khiển của cái đấy mới được. Tại sao có thang trèo lên đây nhỉ? Thằng nào bắn đấy? Đấy yên bố mới đang suy nghĩ. Cái này cái gì? Không phải à? Kia là nơi có cái máy tính à? Nhưng mà đang không cần thiết lắm. Đang nghiên cứu, học cách trở thành một người điều khiển. Hay là lúc này nó cứ như thế thôi nhỉ? Không có cách nào đâu đúng không? Được rồi, bỏ tay, bỏ cuộc. Sao bên kia cái máy tính có cái gì nào? Quý thế, ở đấy có cái súng, chắc súng là súng quý hiếm lắm ấy. Màn giải đố nó hơi khó. Chẳng có địch đã bắn rát quá. Không thể suy nghĩ được cái gì cả. À, cái này là để vô hiệu hóa hay là lấy thông tin của cái khu vực này thôi. Thôi xong rồi đi về vậy. Đéo tê lê được. Đang combat. Chuẩn vào đây. Chỗ này là đúng thật, chỉ có tê lê vào đây. Ơ, không có tê lê được, vẫn đang combat à? Phí quá, cái khẩu súng ở đấy bao giờ mới quay lại được. Con chó cũng chết đấy, là tí nó gọi lại, chắc gọi cả xấu rồi đi. Con chó nó yếu quá mà nó dễ thương á. Đi đánh nhau ở đó toàn ra liếm chân địch để đánh lạc hướng, xong rồi bị nó đạp vào mặt cho. Ê, có thông tin gì không? Sẽ đang combat. Có được đéo đâu mà combat, nó đi rồi. Bình tĩnh anh ơi. Nói chuyện đi, thằng ngu này. Gì ấy? Tự nhiên nó đang có thông tin cho mình mà giờ đéo quan thông tin gì nữa. Chắc tê lê được rồi đấy. Giờ là phải trở về tổng hành dinh của chúng nó. Hình như đi đường này nhanh nhất này.
Úi dồi ôi, chóng mặt quá, chàng đẹp ơi. Thôi đi xuống, đi xuống, đi xuống, 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 xuống. Đéo đi vào đây nữa. Chóng hết cả mặt luôn. Sao mỗi lần đến đây nữa cũng có một kiểu đường để vào ấy nhỉ? Ủa, đâu là đường đúng? Ừ, đây là đúng rồi. Có thác nước. Ê, không, không, không. Chỗ này cũng đéo đúng. Chỗ này là để lấy đồ thôi, nhưng cũng được. Ơ, nhưng mà vào được hay sao? Đi qua thác nước được không? Không, để chọc thác nước cháo thôi. Ơ, cứ tưởng không leo thang được. Ui chà chà, dính vào nước nó đứt dây. Shit. Này là chơi xấu rồi. Cố tình làm khó nhau rồi. Ở đây được rồi. Đấy nó phải thế chứ. Nhưng vẫn là làm khó nhau. Tôi đều đánh giá cao điều này. Con gì? Có cái tiếng gì ấy? À, con ngựa mà. Đây mới là đúng rồi. Cái thằng này có cái vũ khí gì hay là cái gì hay ho ở đây? Ok, I'll dump Philly's stuff on his work table. Đây, main chip máy tính các thứ. Philly. Yeah, Hiro. Got your stuff. Why is Daisy wearing an IED? Sometimes we gotta hurt the ones we love, Hiro. After she makes some napalm for us, but first I gotta. Napalm của nó chắc là bom. With a rocket. Yeah. He fires off the Philly magic. What? Thế lấy cái đầu cá sấu này là cái gì? Là Daisy của tôi đây. Tình yêu đích thực đấy. Chết cha, chưa biết được cái mũ. Chắc cái mũ đấy như gọi là một cái thiết bị điều khiển gì ấy. Có súng máy trên này mà. Mình nhớ súng máy trên này lắm. Ô, mission fail á. Vậy là phải bảo vệ cái xe đấy mới đúng. Mình lại tưởng là cái xe dùng là phương tiện giết kẻ thù. Thế là nhầm lẫn nho nhỏ. Đứng ở cửa là tao giết. Ô, nó vào đây từ lúc nào đấy? Nhưng bên kia cũng có địch thì phải. Đấy, không, 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 không muốn xuống, không xuống, không xuống, không xuống. Đứng trên này mà bắn. Đâu nữa vậy? Làm việc đi, ta sẽ bảo vệ mày. Excellent.
Chà, nó tấn công từ phía này rồi. Gọi con chó ra như nào đây? Gọi cá sấu ra. Ai lại chó má gì ở đây? Nhưng mà đéo được. Đâu có nhỉ? Đây, nó đến đây rồi cơ. Chơi shotgun từ xa luôn. Một nửa đường rồi. Bảo sao chỗ này đẻ lắm đạn thế. Bắn nhau căng thẳng như này. Oh shit. Này thì lính vào đây này. Thôi chết rồi. Nó nổ đúng cái xe của thằng Philly. Từ đâu vào nữa nhỉ? Chết hết đi. Được, nó đi từ phía nào ra không biết. Chắc phía này. Hay đây nhỉ? Khó nhìn quá. Mày đu dây này có cá sấu tao ở đây đây. Nếu là trên đấy thì chạy lên đi trước. À, đấy có đường lên cơ. 60% rồi. Napalm ok rồi. Chắc giờ lên xe đó. Giờ nhiệm vụ là phải bảo vệ cái xe tải. Cái xe này chắc là dùng làm bom. Ấn. Đéo nổ. Hãy đưa cái xe này ra khỏi đây. Tôi sẽ lo cho Daisy diesel. Ô, thằng này ở lại à? Hãy hôn Daisy tạm biệt hộ tôi nhé. À, không phải nó ở lại mà nó đi trước mình ở lại. Con bà nó. Một thằng hèn nhát mà lừa đảo. German tank look pretty vulnerable. Có nghĩa phải bảo vệ à? À, phá hủy chứ. Xong rồi, đi ra khỏi đây thôi. Rồi, nhiệm vụ đơn giản đấy. Tưởng có gì căng thẳng chứ. Tưởng bảo vệ cái đấy mới khó chứ. Phá đứa dễ. Bây giờ nó đang bày đặt buồn kìa. Vì cái cục máy diesel của nó bị hỏng. Có phải nó đang khóc không vậy? I know. I'm sorry you lost her, Philly. Just a machine here, don't be weird. Bao nhiêu lính du kích đang ở đây nhỉ? Chuẩn bị tấn công cái này chăng? Úi dồi, nổ tan tành rồi. Listen,
thính rồi. Tự nhiên đi qua đây biết là cái gì đâu. Không biết vũ khí là gì. Bộ thuốc súng cũng không có gì đặc sắc lắm. Mình vừa giết thằng thủ lĩnh chắc phải có cái gì đó quan trọng ở bên này chứ hả? For those anti-air guns when you're flying, unless you want your ass shaved from underneath. Không muốn nhảy lên leo đâu. Gì ấy? À đây, vào đâu rồi? Địch đến kìa. Bọn nó không biết làm gì ngoài la hét. Chào anh lính, anh chết cháy cho. Ê, thằng kia quay lại kìa. Nổ. No.